Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SD đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Zombie 2 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game đó chính là Plan với Zombie 2. Và anh em đừng quên là click một quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Anh em có thể qua channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành để xem thêm những cái video mới nhất nha. Ở bên này nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go. Ok, chúng ta sẽ chiến thôi anh em. Mình sẽ vào vào game thôi. Mình sẽ chơi event Pinata Party nha anh em. Để xem là event này nó sẽ là cái gì đây. Chúng ta cùng chờ xem. Gokudai. Ok. Đó chính là con chứ gì đã xuất hiện rồi anh em. Cái này mình hay ấn nhầm vào cái khung bên cạnh lắm. Rất là khó chịu luôn. Rồi mình sẽ phải bảo vệ con này. Đấy, con cá sấu phải để ở phía trên. Đây, cá sấu sẽ ở phía trên anh em ạ. Rồi mình sẽ để đây tạm thời để bảo vệ đã nhé. Nào, bắn đi anh em ơi, bắn đi. Ok. Quả vỡ mồm. Thật sự cũng hơi bị vỡ mồm nha. Wow. Căng nhờ. Căng cực thật sự luôn ạ. Rồi ok. Úi ôi. Màn này một trong những cái màn khó vãi cả lồng đèn anh em ạ. Rồi. Có một chỗ chúng ta sẽ cần phải bảo vệ. Đó là mấy cái con lợn này. Ok, phía trên. Vừa lờ thật, phía trên này còn không có ô cơ. Còn không có bất kỳ một cái gì cơ. Con này là nguy hiểm thật sự luôn ạ. Quá nguy hiểm. Ok, rồi đấy, chúng ta đang... Chết rồi, nó bắt đầu nó cắn rồi. Quá đông rồi anh em ơi, không biết sẽ đánh kiểu gì đây. Chưa biết sẽ đánh kiểu gì bây giờ. Hai ô trên kia kìa. Ô trên này này. Đúng rồi, ô trên này. Phải chết. Chết. Đúng rồi. Ok. Ây, thế mà vẫn giết được cái con này. Mình ghét nhất cái con này anh em ạ. Tại vì nó đông quá. What the fuck luôn. May mà vẫn thắng được. Butter Z lần này đúng là đau cả đầu luôn. Không sao, dù sao thì mình cũng đã thắng. Không vấn đề gì lắm. Rồi chúng ta sẽ xe chuyển sang một cái phần mới anh em ạ. Phần này khá là khó chịu. Khá là ghét luôn. Mình rất là ghét cái phần này. Đó chính là chúng ta sẽ chuyển qua event này. Event hôm qua mình không qua được cái map. Đây, hôm nay mình sẽ cố gắng để lấy 100 game anh em ơi. Cái Vin này. Xin vai này khó chịu lắm. Để mình chơi cái này đi. Tất cả tập trung dồn hết sức vào cái này để chơi tầm khoảng 2 ngày mình sẽ kiếm 100 game nhanh thôi anh em nhá. Ok, let's go now. Jurassic Mask, cái này thì đơn giản. Chúng ta cứ chọn những cái cây mà mình tự tin nhất trong này thế thôi. Nó sẽ rất là ngon thôi. Đây cái này. Đó chính là cây bóng tối. Lâu lắm rồi cây bóng tối nó không được lên sóng. Đấy. À không phải, ngày nào cũng được lên mà. Rồi cho thêm 2 cây nữa anh em ạ. Ồ, 2 cây nữa. 2 cây nữa thì dùng cây gì đây? Ok, mình chưa biết sẽ dùng cây gì đây. Cây này đi. Thêm một cây nữa anh em ạ. Ok. Cái gì bây giờ? Khủng long à? Khủng long thì wasabi. Lâu lắm thì tôi không sử dụng cái cây thôi miên anh em nhỉ. Thôi miên đâu nhỉ? Đó chính là cây súp lơ thôi miên. Ôi, súp lơ thôi miên khỏe lắm. Ok, và sẵn sàng anh em. Sẵn sàng chiến đấu hết mình luôn. Hết mình luôn nào. Yes, rất nhiều sun. Để phát. Ây da. Tự nhiên tôi lại đau, tôi lại đau tai. Không thể hiểu luôn. Có vẻ là hơi ù tai một xíu. Yes, giết nó anh em ơi, giết nó trước khi nó vào nhé. Mồm đây. Giết nó là vẫn mồm đấy nhá anh em.
chết tiệt thật sự luôn. Rất đông. Uầy. Rồi chúng ta lại có thêm săn. Để cây kia nó hơi ngu. Hơi ngu một tí xíu nhưng mà thôi không sao. Đằng nào thì cũng ôi giời ơi, chết rồi. Bóng tối vào đây. Lợn này. Thế nhờ, làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Nó đang vào đây nhưng mà có game nó không vào đâu. Chúng ta sẽ sử dụng thôi miên nhỉ? Vãi đã, xong rồi. Vào đây thì mình cũng hơi bị mệt. Ôi ôi, đẩy lùi ngay. Ai cho các bé vào? Không vào đâu. Slow lại nè. Mấy cửa cuối mới khó, mấy cửa này thì vẫn đang rất là dễ đối với chúng ta. Chúng ta đảm bảo anh em vẫn... Ôi, đẩy à? Chơi bẩn nhỉ? Cho đẩy đấy. Nó vẫn còn khủng long kìa. Mình điều khiển ngược lại nó rồi anh em ơi. Để lâu lắm thì không dùng. Cái nào lắm thì không dùng thì mình sẽ dùng luôn. Hút nó xuống nó không nhỉ? Không hút được ạ. Ôi giờ mình còn điều khiển được cả con bot. Bot tay.com luôn đấy ạ. Rồi. Nhưng mà mình còn Butter Z nữa nhỉ. Nhiều nhiệm vụ làm quá. Mình sẽ làm hai nhiệm vụ này nhá. Xong rồi chuyển qua hai trận Butter Z mà là mình nghĩ là mình sẽ là rất là hợp lý luôn. Ok. Chúng ta sẽ event này. Rồi, event tiếp theo là anh em. Rồi ok, sẵn sàng nào. Vào thôi. Đang vào game. Tôi đang vào game. Rồi. Survival Zombie Attack và đừng để mất 10 cái plan. Nó là dễ, game là dễ. Mình đánh khoảng 3 trận này. Ôi nhưng mà mình không được chọn cây ạ. What the fuck? Chết rồi. Mình ghét thật sự luôn ạ. Không phải mất 10 cây ạ. Làm thế nào đây? Chúng ta sẽ có cái đẩy lùi nè. Từ từ thôi. Mình phải đẩy nó đã. Khó nhỉ? Mà này khó vãi cả đạn luôn anh em ạ. Lúc cái lửa thì liệu rằng nó có ăn thua thì không nhỉ? Cái này xuyên qua... Ui! Đạn lửa! Ngon! Mình cứ tưởng là không được cơ. Được nè! Này thì đánh bắn mắc đã luôn anh em ơi. Còn gì đã hơn nữa, mình còn giết nó nhanh ý. Nhanh vãi cả đạn luôn anh em ơi, 150 thôi. Vấn đề là hết tiền rồi này. Và vấn đề là chúng ta đang hết tiền rồi này. Ok. Đẩy lùi. Bằng mọi giá phải đẩy lùi nó lại anh em ơi. Chết rồi. Tôi cần cốc cây lửa thêm nữa anh em ạ. Xong rồi rồi. Ok, đang bắn rất là ngon luôn ạ. Bắn ngon vãi cả đạn luôn anh em. Chúng tôi cần cốc cây lửa nè. Để lùi anh em ơi. Tôi cần rất nhiều tiền. Cốc cây lửa sẽ bình tĩnh thôi. Mình sẽ đặt. Ui, yes. Mình cứ có tiền là mua cái này thôi anh em ơi. Ngon vãi. Anh em có thể đẩy lùi bọn này đi rất là khỏe. Không vào đâu em. Dưới này đang hơi yếu này anh em. Mình đang cố gắng đẩy hết sức có thể. Để đẩy nó ra ngoài. Chết rồi. May quá. Thật sự là may mắn đấy. Không vào đấy cũng vỡ mồm. Cho nên bắn hai cái này lượt luôn. Nhưng mà vẫn chưa phải tơn cuối anh em ạ. Ui dồi ôi. Mình đã còn 7 cây nữa nha anh em. Tôi còn 7 cây nữa. Còn 5 cây nữa. Ủa, mình tự mình đào đi là mình sẽ mất cây anh em ạ. Là mất đấy luôn. Hợp lý đấy. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ để tăng tốc độ để nó bắn thôi nhỉ. Cũng không quá cần thiết nữa đâu nhỉ. Rồi, ngay nên đặt nó cao hơn một tí xíu thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mình nghĩ cái chiến thuật này là ok rồi. Đố vào luôn.
chết. Vãi đạn luôn ạ. Mình chỉ còn một cây thôi nha anh em. Xong rồi. Xong rồi. Và mình sẽ sử dụng băng để bắn vào này luôn anh em ơi. Mình chỉ còn một cây duy nhất thôi anh em ạ. Oh my god. Vãi đạn. Mà này khó thế. Giết nó đi anh em ơi. Giết nó trước khi nó kịp làm gì đó. Không được. Chúng ta tốn quá nhiều tiền rồi. Con này nó ném mấy con đệ của nó vào ấy. What the fuck? Tí thua. Uầy, mình tốn quá nhiều tiền cho một cái màn như thế này anh em ạ. Mình không thể hiểu ra mình tốn quá nhiều tiền như vậy được. Đậu phộng. Thật sự luôn. Ok, nhiệm vụ lần này cũng ổn. 100 game thì cũng rất là giá trị. Nhưng mà mình nghĩ là có một cái nhiệm vụ là quan trọng hơn, đó chính là Battle Z. Mình đã để lọt mất mấy cái cây rồi. Mình rất là đáng tiếc, cực kỳ là tiếc mấy cây của mình. Không biết bao giờ có cơ hội để lấy lại. Mình sẽ khó chịu thật sự đấy. Đây này, cái này chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Mà không lấy thì vỡ cả mồm. Nhé. Ôi trời, Battle Z đánh như thế nào đây? Vãi cả lồng đèn rồi. Ok, chết rồi. Chiến thuật lần này là vẫn là Montjoy đúng không? Montjoy level 7. Tăng cường hết sức mạnh cho hệ đấm đi. Hệ mặt trời sẽ là tăng cường sức mạnh. Hệ sắt này thì nó sẽ cho mình rất là nhiều tiền. Hay là mình tạo mìn nhỉ? Không được. Cái này đánh boss mà. Em boss phải làm mọi cách để bắn boss thật nhiều nhất có thể. Thế thôi. Montjoy ở trên hay là Boeing nhỉ? Boeing thì có vẻ ổn không ta? Mình cũng chưa biết là sẽ bắn Boeing kiểu gì. Tại vì hôm qua mình cũng thử dùng cái Boeing nhưng mà có vẻ như là nó cũng không ổn lắm. Hay là laser ta? Boeing nhỉ? Boeing thôi là. Bowling thì thấy nó hơi yếu đấy anh em ạ. Ok đi, dùng nhanh nào anh em ơi. Bowling Sun hai đầu hay là sun gì, hay là sun hay là cây gì mới được chứ. Cây hai đầu, không, cây một đầu thôi. Cây một đầu thôi cũng được. Xin vai. Ok, tăng cường sức mạnh hệ đấm. Tăng cường sức mạnh cho ngô và ok, ngô và cái cây kia là không thể nào mà ấy nha, phải dùng liên tục rồi. À, khó đấy nhỉ, phần này đâu rồi, một cái cây stunion đâu rồi, mình phải dùng liên tục, mình phải đào liên tục, mệt lắm thật sự. Là cái sự kiện lần này rất khó chịu. Stunion đâu rồi, trốn đâu rồi em ơi? Stunion đâu rồi? Nhìn khoai tây không phải, lúc cần thì bói mãi không ra luôn ạ. Nó đâu nhỉ? Stunion đâu rồi? Đây Stunion. Kinh ghê. Rồi chúng ta sẽ đặt nó ở trên này để bảo vệ một cái hệ thống hàng cây của mình trước. Như thế này mình sẽ nghĩ là sẽ cần khoảng 2 hàng gì đó. Rồi mình nghĩ là hợp lý rồi đấy. Và sử dụng Montjoy ở phía trên cùng. Yes. Tiền thì không thiếu đâu anh em, không sợ thiếu đâu nha. Yên tâm là tiền không thiếu nổi. Rồi ok, và chúng ta sẽ đặt Sylvai ở bên này. Sylvai, cái này sẽ được búp thêm sức mạnh một tí xíu, kiểu dạng như vậy. Đấy. Dưới trên này thì mình sẽ đặt hệ thống hàng cây của mình thôi. Như thế này. Sylvai ở để ở dưới cũng hợp lý mà. Sylvai có 75 đồng thôi, giá rất là rẻ. Giá rất là hạt rẻ. Nếu có thể mua trồng thêm thì thế này cũng được. Không quá tệ. Ok, và Let Rocks. Mấy trận này sẽ thế nào đây? Ôi chết rồi, tôi chết xong rồi. Mày vỡ mồm rồi. Mày nhạt rồi. Quả này mình thiếu một cây anh em ạ. Chúng ta thiếu một cái cây rất quan trọng.
thiếu một cây cực kỳ là quan trọng trong này. Nhiều kia thì để làm gì bây giờ? Không cần thiết nữa rồi. Tất nhiên này, vãi cà đạn. Stunion các kiểu dùng liên tục luôn ạ. Nhưng mà để làm gì, trong khi chúng ta đâu cần mấy cái này nữa đâu. Ê nhờ, mình thiếu một cái cây rất là quan trọng rồi. What the fuck man, đùa tôi à. Rồi thổi vào mặt nó anh em ơi. Đây, thấy chưa, ngáo vãi cả đạn rồi. Mình thiếu một cái cây. Tiền nhiều không thể làm gì cả. Ôi, nó thổi liên tục ạ. Chúng ta vẫn phải dùng liên tục cái này. Rồi, vẫn hơn 400 ngàn đấy. Ok, sẵn sàng là anh em ơi. Vẫn là bonchoy ở phía trên. Bonchoy phía trên. Ôi, sao nó đổi, nó thổi liên tục nhỉ. Nó chịu thật sự luôn anh em ạ. 400 ngàn. Man, thắng thì vẫn sẽ thắng thôi, nhưng mà mình ghét cái này quá. Thiếu bớt cái gì nhỉ, quên béng mất tên luôn. Tiền nhiều quá bây giờ chẳng làm gì thực sự luôn. Thêm một phát nữa là ôi rồi, tôi đặt nhầm anh em ạ. Trong khi nó sử dụng cái Blend Food thì không dùng được đâu nha. Rồi ok. Bắn nào. Chúng ta vẫn lách được lên tầm khoảng 700-800 ngàn. Nếu có thêm cái kia thì còn khỏe hơn nữa cơ anh em ạ. Mình có thể đảm bảo với anh em là nếu có thêm cây thì chúng ta còn khỏe hơn rất nhiều nữa cơ. Thì mình sẽ bỏ mất đi một cây. Mình sẽ bỏ cái gì đây? Chúng ta đang cho nó dừng hết lại, không làm bất kỳ một cái gì cả. Đấy, vẫn được khoảng hơn 700-800 ngàn mà, vẫn khỏe mà. Ui, sao nó bong qua từ qua bên lúc nào nhỉ? Hiểu luôn. Ây à, mấy con đi qua chỗ này là ăn đòn, là nổ tung xác rồi. Ok, rồi vẫn được khoảng 1 triệu ấy. Oh my god, có nghĩa chỉ cần tập trung vào cái duy nhất, đó chính là cái kia thôi. Liên tục anh em ạ. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé anh em nhá. Bye bye.